Bà già. Chết tiền xài coi già. Bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce que tu veux? Je t'aime beaucoup. Je remercie, tout le monde. Việt Nam très, très formidable. Ủa, bà nói gì vậy mày? Mày không hả? Bà nói gì vậy? Không biết đâu mẹ, không biết đi. Money. Oh. You. Me. Yeah, money. Bye. Ủa nhớ mình đi chấn lột mà trời. Trời ơi, trả tiền cho tôi đi trời. Trời, trả tiền cho tôi đi. Chết rồi, hết đường rồi mày ơi. Rồi sao? Bị bao vây rồi. Sao giờ? Mày yên tâm, tao sẽ luôn sát cánh bên mày. Vậy sắp lá cà tụi nó đi. Ok, chơi. Hai, ba. Ủa, tụi nó đâu rồi? Đâu biết đâu. Rồi vậy. Ủa, có hả ta? Về thôi anh em. Chết cái chỗ này nữa hả? Lần trước tao để hụt tụi mày, nhưng lần này thì không có đâu nha. Anh em 1, 2, 3 vô. Ủa nó đâu rồi? Đây nè má. Trời ơi, tao đếm 1, 2, 3 xong ra nha. 1, 2, 3 chơi. Ủa gì vậy? 1, 2, 3 chơi. Trời ơi, 1, 2, 3 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 chơi. Rồi giờ, bây giờ tụi bay muốn vô hay tụi bay muốn ra? Bây giờ tụi bay muốn ra hay tụi bay muốn vô? Tao hỏi là tụi bay muốn vô hay tụi bay muốn ra? Giờ là tụi bay muốn ra, tụi bay muốn vô? Hỏi là tụi bay muốn vô hay tụi bay muốn ra? Mệt. Yeah. Hey cu, cho tiền xài uống cà phê coi. Anh, em mới từ quê lên, không có tiền ăn đồ anh, không có tiền ăn hàng đồ. Nhà khó khăn, đang đi kiếm việc làm để kiếm tiền ăn, đấu mấy ngày nay rồi anh ơi. Khi nó nói nó có tiền gửi ngân hàng, lãi suất tới 10% nữa anh. Mày giỡn mặt với tao à? Biến mày! Nó có tiền mà. Nó có tiền gửi ngân hàng mà. Không lẽ giờ dẫn nó vô ngân hàng, kêu nó rút tiền, rồi chấn lột nó ở đó. Công an bắt mình sao? Thôi kiếm kèo khác đi mày ơi, đi.